rồi, cũng như khán giả comment cho ba Phi, các bạn kêu mình review trái dừa. Đây, đây là cái bột dừa, đây là cái bột dừa Mã Lai các bạn. Dừa Mã Lai này là mình mua trên vườn của anh Trí. Rồi bây giờ mình review cho các bạn thử nha, coi tại vì cũng khán giả yêu cầu nha, review nước với cá như thế nào. Mình review chứ cái clip này mang tính chất cũng để tí thôi nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi mình chặt nha. Này chắc cứng cãi quá. Hồi nãy cam mới đem ra đâu ta. Vừa này cứng cãi các bạn ơi. Đây để mình review, mình đổ nước rồi coi cái lượng nước nó nhiều hết nha. À, đây là cái lượng nước của nó các bạn. Này cũng được rồi chứ cũng không không quá nhiều rồi, mình chặt cái là cho các bạn luôn nha. Này cứng cãi. Chặt cái dừa quá xấu các bạn ơi. À, đây là cái nè của nó các bạn. Đây đây là cái dừa của nó nè. Rồi bữa nay mình cũng theo như lời yêu cầu của các bạn là mình review nước cũng đã có nha các bạn. Nước thì cái lượng nước nó cũng ít. Tại dừa này cứng cãi, nếu mà nạo lượng nước chắc nhiều hơn. Còn đây là cái đó. Này nó hơi cứng cứng nạo. Rồi để mình nạo cái đó luôn cho các bạn xem. Nay mình đi làm về mình khát nước rồi, sẵn mình review mình chặt uống sẵn review cho các bạn xem luôn nha. Mưa không sao, nó điện chút nữa rồi. À đây là mức cái mức độ cái nó nè các bạn, mời các bạn cùng thử nha. Ăn cũng ngọt. Này là dừa Mã Lai cho 100 năm nha các bạn. Đây là vừa đặt Mã Lai luôn chứ không, chứ nó không có lai bậy bạ nha, mà rồi Mã Lai đặt 100 năm. Nay chiều mình sẵn mình đi làm về khát nước, sẵn mình vừa chặt vừa uống review cho các bạn coi luôn. Rồi tới đây bà Phi kết thúc clip tại đây nha. Nếu mà các bạn coi thấy hay là like và share giùm ủng hộ kênh nha. Tới đây bà Phi chào tạm biệt các bạn. Bông phục máy à.